cùng những bàn tiệc đẹp nhất và sang trọng nhất của gia đình chúng ta trong ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng được kính mời gia đình chúng ta hãy sắp xếp chỗ ngồi ưng ý, thoải mái nhất, đặc biệt nhất cho phái đoàn họ nhà gái của chúng ta ở mật sư của chúng ta trong ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng được kính mời ạ. Thì cũng rất nhiều, chúng ta hãy nắm tay nhau chặt chặt và nở nụ cười thật tươi để chúng ta cùng tiến bước vào trong cánh cổng hoa. Chúng ta chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý, thoải mái nhất để chúng ta rót vào những chén rượu hồng chúc phúc chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời và kính mời tới quý vị. Mọi người cùng tụ tập ở đây để chung vui và
Đó sẽ chắc cần tỏ lỗ tai nè. Bây giờ cái này nó đẹp hả? Ai nó đẹp? Tỏ số điện mọi người đi. À, nó áo nó số máy tầm này. Của chúng ta trong ngày hôm nay rất là nhiều. Đây. Quý vị và quan khách cứ như là mười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay các bạn trẻ của chúng ta họ đã đón nhau về từ nhớ mới ước mong trong ngày vui hoa phấn khởi của các cụ các ông các bà cùng toàn thể các thầy các chúng ta cùng góp niềm nhớ góp niềm vui từ ngày mới tại gia đình các mình cũng hôm nay. Ở trên nhau và chia sẻ với cô dâu của chúng ta, họ đã được gặp nhau trong một tình đầu, cho tuyển quan đến, cho anh gặp nàng, nàng là nhịp tóc có lối với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, anh lại đi đưa với gia đình đồng ý cho mình với ta. Và hôm nay thì tại phòng trà tiếp thương, để chúng ta tự tin bước vào trong cánh cửa hoa, chúng ta chọn cho mình những trường hợp nhất ý thoải mái, đáp ra những chén rượu hùng, chúc mừng chúc phúc cho chú rể và cô dâu của chúng ta trong ngày hôm nay. Chọn một tiếng mời và tiếng mời. ก็แม่พี่น้องเลยเป็นต่างกันเนี่ยไปอย่างชูเลยผมเนี่ยพี่ดาเนี่ยพี่ดาไม่ใช่แต่บ้านเสียที่เข้าของจันเบียร์ของเจ้าหลังห้องเดียวแต่ก้นหนึ่งแป้นหนึ่งใบชูนี่ดาเนี่ยพี่ดาไม่ใช่แต่บ้านเสียที่เข้าของจันเบียร์ของเจ้าหลังห้องเดียวแต่ก้นหนึ่งแป้นหนึ่งใบชูนี่ดาเนี่ยพี่ดาไม่ใช่แต่บ้านเสียที่เข้าของจันเบียร์ของเจ้าหลังห้องเดียวแต่ก้นหนึ่งแป้นหนึ่งใบชูนี่ดาเนี่ยพี่ดาไม่ใช่แต่บ้านเสียที่เข้าของจันเบียร์ของเจ้า
Cũng như là các cô con gái duyên dáng xinh xắn để phục vụ cho gia đình của chúng ta trong ngày hôm nay tốt đẹp nhất. Và tay cho gia đình của chúng ta trong ngày hôm nay tốt đẹp nhất, long trọng nhất. Vâng, và như vậy thì giờ lành cũng đã đến rồi. Ban tổ chức chúng tôi cũng xin được mời các quý nhân khách xa cho đến khách gần, mời anh mời chị đã đến cùng ngồi. Cô đã dùng món của trông bên trên là một tấm thân nhiều màu, đường thân nhiều màu đều ý yêu nhau, lắng cảnh nhiều màu mà cố cảnh mừng vui, vui tiểu tiệc cưới vui ra, vui tiểu ngã bảy ngã ba vui vàng, niềm vui tốt hòa hào lắc lời tình cảm lên tận tràn về đây, niềm vui từ khắp đám đây, nhớ ngay mình cùng các quý vị vào các ngôn chùa của ý ngày hôm nay. Thank you.
Trà Vinh. Rất mong ban đến một phần cũng là ban chấp nhận tất cả của gia đình. Vì sao thì gia đình chúng ta cũng đã chọn ra những đàn ông phong độ nhanh chân và nhanh tay, cũng như là các cô con gái duyên dáng xinh xắn để phục vụ cho gia đình của chúng ta trong ngày hôm nay tốt đẹp nhất, đúng không ạ? Hôm nay đây thì gia đình chúng ta có quê không, có long trọng hay không, cũng như là tất cả bà con đã có phần quan tâm tất cả của gia đình nhé. Như vậy tìm rất mong là ban chấp nhận tất cả của gia đình chúng ta hãy hoạt động hết công suất của mình ạ. Rất mong các quý quan khách của chúng ta hãy đến về từ trước mặt tôi đi trước, tức là từ đế đài đăng quang ngày phút để đến trước ạ. À, ai đến trước thì chúng ta ngồi trước. Dù sao thì sân nhà gia đình và nhà trai của quý quan khách của chúng ta hãy tiến vào trong cánh đồng hoa, chọn cho mình những chỗ ngồi ưng ý thoải mái nhất để chúng ta bắt tay những chén nhậu hồng chúc phúc chúc mừng cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin trọng được kính mời và kính mời tới quý vị.